Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tiên đoán sự thật. Việc Hòa Thượng cứu người được lan rộng và nơi Ngài ở bỗng trở thành trạm cấp cứu trong thôn. Ông Lý Thanh Sơn ở thôn Dương Gia Điếm muốn trị bệnh cho em của ông cũng chạy đi tìm Hòa Thượng cứu giúp. Hòa Thượng tới nhà ông, vừa bước vào nhà, Ngài cảm thấy có sự khác lạ. Hòa Thượng nói với ông ta: "Nhà này âm khí quá mạnh, tôi không thể nào giải cứu được, e rằng mấy ngày sau sẽ có việc bất hạnh xảy ra." Qua 7 ngày sau, Lý Thanh Sơn gây gổ với người em và trong phút chốc mê mờ bèn tự tử chết. Không bao lâu sau, em và con gái của ông cũng bị bệnh mà qua đời. Ha ha ha, 问什么的说呵。